Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, chính phủ Việt Nam ủng hộ và tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp New Zealand đầu tư vào những lĩnh vực New Zealand có thế mạnh như nông nghiệp, khai khoáng, viễn thông, giáo dục đào tạo và phát triển kết cấu hạ tầng. Riêng về lĩnh vực nông nghiệp, Thủ tướng kêu gọi doanh nghiệp New Zealand tăng cường hợp tác đầu tư vào lĩnh vực này ở Việt Nam, đặc biệt là chuyển giao công nghệ, chế biến nông sản, phát triển các chuỗi giá trị nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp nhằm tăng giá trị và sức cạnh tranh nông sản trên cơ sở cùng có lợi. Việt Nam đang tiếp tục đẩy mạnh cải cách và tái cơ cấu kinh tế, trong đó tập trung thực hiện hiệu quả 3 khâu đột phá chiến lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước theo cơ chế thị trường, đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tiếp tục ưu tiên cao phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt là giao thông và năng lượng. Ngoài ra, Việt Nam đang chủ động tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng để mở rộng không gian cho phát triển đất nước với việc tích cực thực hiện các cam kết WTO và các hiệp định thương mại tự do đã ký, đồng thời đàm phán với nhiều đối tác quan trọng. Trả lời câu hỏi của doanh nghiệp New Zealand về những rào cản liên quan đến thủ tục giấy phép đầu tư kinh doanh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh cho biết, năm 2014, Việt Nam đã ban hành nhiều bộ luật quan trọng có tính cạnh tranh cao so với khu vực, đặc biệt là luật đầu tư và luật doanh nghiệp, nhằm tạo môi trường ổn định, bình đẳng và thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Các luật này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2015. Phát biểu tại diễn đàn, ông Simon Bridge, Bộ trưởng Bộ Giao thông và Năng lượng New Zealand nhận định rằng, với các văn bản song phương đã ký kết, trong đó có nghị định thư sửa đổi hiệp định vận chuyển hàng không và thỏa thuận về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật được ký kết trong chuyến thăm lần này sẽ giúp giảm rào cản thương mại và tăng cường kết nối doanh nghiệp hai nước. Kết thúc đối thoại, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp lãnh đạo tập đoàn Air New Zealand, một hãng hàng không đang dự định thiết lập đường bay thẳng giữa hai nước với 16.000 du khách New Zealand đến Việt Nam và 3.000 du khách Việt Nam đến New Zealand trong năm 2014. 2.000 du học sinh Việt Nam đang theo học tại New Zealand. Kim ngạch thương mại bước qua ngưỡng 1 tỷ đô la Mỹ trong năm 2015. Hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục và du lịch song phương đã tạo triển vọng cho việc sớm hình thành đường bay thẳng giữa hai nước. Tiếp tục chương trình chuyến thăm chính thức New Zealand, sáng 20 tháng 3 theo giờ địa phương tại thành phố Auckland, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới thăm và nói chuyện với các giáo sư, giảng viên và các sinh viên Đại học Công nghệ Auckland. Nói chuyện với các giảng viên và học sinh của trường, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam coi giáo dục, đào tạo là quốc sách hàng đầu. Mục tiêu của giáo dục đã được quy định trong Hiến pháp năm 2013 là nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài. Phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, là một trong ba đột phá chiến lược để Việt Nam hướng tới mục tiêu trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Việt Nam đang xây dựng hệ thống giáo dục đại học theo hướng mở rộng tối đa các cơ hội tiếp cận cho người học. Việt Nam hiện có hơn 400 trường đại học cao đẳng với nhiều loại hình đào tạo từ bán công, tư thục, dân lập, quốc tế, với tỷ lệ đào tạo các ngành kỹ thuật tăng nhanh. Theo Thủ tướng, nền giáo dục tiên tiến của New Zealand đề cao sự năng động, sáng tạo, chú trọng kết nối giữa nhà trường và xã hội, mà mô hình giáo dục của Đại học Công nghệ Auckland là một ví dụ tiêu biểu. Hợp tác đào tạo liên kết giữa Đại học Công nghệ Auckland với hai trường đại học hàng đầu của Việt Nam là Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Ngoại thương Hà Nội đang phát huy hiệu quả tích cực, không chỉ sinh viên mà nhiều cán bộ của chính phủ Việt Nam đã và đang tham gia các khóa học của Đại học Công nghệ Auckland. Tôi đã có cái cuộc hội đàm với ngài Thủ tướng New Zealand, với ngài toàn quyền New Zealand, rồi ngài Chủ tịch Quốc hội New Zealand. Kết quả là chúng tôi đánh giá rất cao, nhất trí đánh giá rất cao là quan hệ hữu nghị, hợp tác đối tác toàn diện giữa hai nước đang phát triển rất là tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực, cả về chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, rồi giao lưu nhân dân, và đặc biệt là cái hợp tác, một điểm sáng trong quan hệ hai nước là hợp tác về giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực. Hai bên cũng nhất trí cho rằng là cái tiềm năng hợp tác trên tất cả các lĩnh vực giữa hai nước Việt Nam, New Zealand còn rất lớn, và hai bên còn có thể làm tốt hơn, hợp tác tốt hơn trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là giáo dục đào tạo. Thủ tướng mong rằng trong thời gian tới, ngành giáo dục New Zealand nói chung và trường Đại học Công nghệ Auckland tiếp tục mở rộng hợp tác liên kết với các trường đại học của Việt Nam. Chính phủ Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để Đại học Công nghệ Auckland và các trường đại học khác của New Zealand đẩy mạnh hợp tác giáo dục tại Việt Nam.